Trước mắt anh chị là một mẫu xe vẫn được rất là nhiều khách hàng Việt Nam mình yêu thích ạ. Bởi vì xe có thiết kế đẹp, sử dụng thì rất là bền và chi phí bảo dưỡng thì cũng không có cao nữa, rất là thông dụng luôn. Đây là Toyota Corolla Altis phiên bản 1.8G 2020 chị nha. Xe này tên công ty một chủ và mới chạy có 40.000 km anh chị. Xe 2020 nhưng mà đây là phân mới á, nên được trang bị cho cái đèn bi LED projector nè và có bộ body kit thể thao toàn thân xe chị nha. Cản trước, thông xe và cả cản sau nữa. Nhìn xe thể thao hơn rất là nhiều. Đây là lớp theo xe, sử dụng lớp Michelin sẵn luôn rồi ạ. Và lớp theo xe cũng còn dày lắm anh chị. Xe này thì chúng ta lấy về thì cũng không cần làm gì thêm cả. Còn đây là nội thất xe đây ạ. Nội thất màu đen anh chị nha. Còn da ghế còn rất là đẹp luôn. Như là da ghế tài đây anh chị. Cần số đây ạ. Đầy đủ tiện ích ạ. Có điều hòa tự động, màn hình cam lùi, gương chống gió điện, đèn và gạt mưa tự động luôn. Trần thì vẫn là trần zin anh chị nha. Đây là hàng ghế sau đây. Anh tiếp thì có một cái thiếu đó là cửa gió cho hàng ghế sau. Mà xe này thì cũng nhỏ nên sẽ nhanh làm mát thôi ạ. Khu vực phía sau xe đây. Phía sau thì cũng có trang bị cảm biến lùi, camera lùi anh chị nha. Và để em xem lớp dự phòng. Lớp xe cũng rất là to luôn. Đây, lớp dự phòng còn mới keng anh chị, chưa lăn luôn chị ơi. Có đầy đủ đồ nghề, còn đầy đủ đồ nghề anh chị nha. Đây, xe không có xước xát gì cả. Và chỉ số tiêu hao nhiên liệu của anh Tiến thì rất là ít rồi. Anh Tiến là chạy cực kỳ bền và tiết kiệm nhiên liệu là không có đối thủ luôn anh chị. Ghế tài đây. Ghế tài chỉnh điện có bơm lưng. Xe trang bị 7 túi khí anh chị nha. Có cân bằng điện tử, vô lăng đây ạ. Chạy 40.000, chuẩn 40.000 không quay tour anh chị nha. Xe bên em có cam kết đồng hồ km nên không bao giờ quay tour cả. Xe mua về thế nào là để thế đấy. Có lẫy cruise control ở đây luôn anh chị. Vô lăng bọc da còn rất là đẹp luôn. Táp bi cửa cũng vậy luôn anh chị nha. Xe thì cam kết với anh chị là không đâm va cấn đụng, máy số zin, không tua đồng hồ km, không bị thủy kích, sùng chỉ zin luôn anh chị nha. Sai cam kết thì bên em sẽ hoàn tiền 100% cho anh chị, nên các chị khi mà lấy xe bên em thì hoàn toàn yên tâm về chất lượng xe. Rồi, em giới thiệu đến các chị chiếc Toyota Corolla Altis phiên bản 1.8G 2020. Chị quan tâm thì liên hệ với em Duy tại Bình Vĩnh Phú Auto ạ. Salon bên em thì ở Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương, gần cổng chào Bình Dương cách ngã tư Bình Phước chỉ 1 km thôi.